Xin được mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Bác sĩ gia đình được phát sóng vào lúc 12 giờ 50 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Kính thưa quý vị, trẻ bị sốt là trẻ đang gặp phải một căn bệnh nào đó, có thể là do bị cảm nhiệt, cũng có thể là do trẻ bị viêm đường hô hấp cấp hay là một số căn bệnh khác. Vậy trong những trường hợp nào thì phụ huynh nên để trẻ ở nhà để xử trí hạ sốt cho trẻ thông thường? Còn những trường hợp nào thì chúng ta cần phải đưa trẻ đến cơ sở y tế để kịp thời khám và chữa trị? Chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình ngày hôm nay để tìm ra câu trả lời trong chủ đề sốt ở trẻ, cách xử trí tại nhà. Có phần trò chuyện cùng với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hữu Lĩnh, khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn. Xin được kính chào bác sĩ ạ. Xin chào MC Thanh Phương, xin chào quý khán giả xem truyền hình. Cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham dự chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trước khi chúng ta lắng nghe phần tư vấn của bác sĩ Thanh Phương, xin được kính mời bác sĩ và mời quý vị theo dõi câu chuyện tiểu phẩm sau. Trời ơi, thiệt cái dầu sôi lửa bỏng mà vợ không chịu về thì tình. Anh ơi, con sao? Anh ơi, cái gì vậy? Hết hồn. Ủa bà vui mà bà điên. Con cái bệnh tật không lo lắng cho nó, có đứa con đầu lòng đầu tiên à mà không biết lo lắng gì hết. Anh sao vậy? Em phải ra ngoài, em đứng nói chuyện với công bán thuốc. Đứng nói chuyện chi? Trời ơi, thì phải hỏi là hôm bữa mua cái đó rồi mà nó uống không hết, thì bây giờ đây nè, hôm nay mua cái liều này nè, là vừa uống rồi vừa xịt mũi xịt họng này nọ, liều mạnh hơn nè. Đi vô kêu con dậy đi. Giờ con uống mình nó uống rất là cực khổ, bây giờ có thể gom ba cử một ngày được không? Anh sao vậy? Trời, chị Phụng ơi. Chị Phụng. Trời ơi, mày chạy gì mà như ba vậy? Tao nói tao theo không kịp luôn vậy. Em chạy gấp về cho nhỏ uống thuốc, nó sốt nè. Dạ. Nó bị sao vậy? Thì cảm sốt, nhức đầu, sổ mũi vậy đó chị ơi. Dạ. Bị hoài à. Hết rồi bị nữa. Hết bị. Con nít bị vậy sao không đi khám bác sĩ mà đi ra ngoài tiệm mua thuốc vậy trời? Trời ơi, cái chỗ khám nó xa quá, bây giờ chở con lên nó đang bệnh mà chở nó cà giật trên xe. Với lại em thấy chú Bảy trong xóm mình á, ai bệnh hoạn gì đó ra ổng mua thuốc ổng cũng mát tay. Thôi em cũng ra mua đó về. Nhưng mà không biết sao á, cái đợt thuốc trước mua á thì làm như nó nhẹ cái đô quá hay sao chị? Nhỏ uống không hết. Trời đất ơi, chị cũng ưa ra mua thuốc của ông Bảy nhưng mà chị mua là theo toa của bác sĩ nên chị yên tâm. Ủa, đó là người lớn, còn con nít tụi bay phải khác. Nó sốt rồi nó bị lại, nó sốt nó hết rồi nó bị lại, mình không có ý được. Nè, điển hình là nhà chị nè, cháu chị đây nè. Dạ. Trời ơi, nó cũng nóng rồi, ba mẹ nó mua thuốc hạ sốt cho nó uống, riết rồi nó bị viêm đường phế quản luôn. Trời ơi, khi mà đi khám bác sĩ la quá trời quá đất, không có ý được con nít chứ không phải như người lớn mình đâu. Trời ơi, vậy đó hả chị? Ừ. Tại vì nói nào ngay á, hai chồng em cũng mới vừa đón đứa con đầu lòng thôi, nên là cái cách nuôi dạy nó mình cũng chưa biết làm sao. Và đặc biệt là khi trẻ bị sốt vậy, không biết xử lý làm sao. Ôi trời, cái gì cũng không biết á chị Phụng ơi. Bây giờ không biết á, chị sẽ mời bác sĩ người ta tư vấn cho hai chồng biết nghe chưa? Nghe bác sĩ tư vấn nè. Thưa bác sĩ, trong câu chuyện tiểu phẩm vừa rồi thì các nhân vật cho rằng chuyện trẻ bị sốt là chuyện hết sức bình thường. Và nguyên nhân nào dẫn đến các bé bị sốt thế ạ? Nguyên nhân mà thường gặp nhất cái sốt ở trẻ em là nhiễm trùng do virus hoặc là do vi khuẩn. Ví dụ như là cảm lạnh, cúm hay là viêm tai, viêm hô hấp trên hoặc là nhiễm trùng đường tiểu. Dạ thưa bác sĩ, khi trẻ bị sốt cao thì lúc này các bậc phụ huynh cần phải xử trí như thế nào tại nhà? Khi trẻ bị sốt cao thì điều đầu tiên các bậc phụ huynh cần phải đo nhiệt độ cho trẻ để xác nhận là trẻ có sốt hay không. Yeah. Cho nên nếu xác nhận trẻ sốt thì lúc đó chúng ta sẽ chăm sóc trẻ như là cho trẻ uống nhiều nước hơn bình thường. Nước đây được là gọi là nước chín để nguội hay là nước trái cây hay là sữa hay là súp và cháo. Những cái trẻ mà bị sốt thì thường là rất là chán ăn và ít uống thì chúng ta cần cho ít một nhiều lần. Điều này giúp cho sốt dễ hồi phục. Thứ hai là các bậc phụ huynh chú ý là cho trẻ mặc áo quần thoáng mát, tránh tình trạng là quấn khăn hay là mền thì làm cho cản trở cái quá trình thoát nhiệt và cái sốt cũng rất là khó hạ. Và cuối cùng nếu nhiệt độ mà quá cao, sốt cao quá, ví dụ trên 38 độ 5, 39 độ, đặc biệt là lúc nếu trẻ sốt kèm theo là khó chịu và mệt thì chúng ta có thể xem xét dùng thuốc hạ sốt. Thưa bác sĩ, nếu như mà trẻ mà sốt cao quá thì cũng sẽ rất là ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Vậy thì cái cách đo nhiệt độ cũng rất quan trọng mà. Chúng ta sẽ đo những cái vị trí nào để có cái nhiệt độ chính xác nhất ạ? Thông thường thì chúng ta đo nhiệt độ cho trẻ thì có nhiều cái vị trí khác nhau thì nó sẽ cho ra cả cái con số nó hơi khác nhau chút xíu. Ví dụ như đó ở hậu môn, đó ở miệng, đó ở nách, hay là tai, hay là trán. Và nhiệt kế thì cũng có cái loại nhiệt kế khác nhau, như là nhiệt kế điện tử hay là nhiệt kế thủy ngân. Nhưng mà sốt theo quy định là người ta đo khi mà nhiệt độ ở hậu môn trên 38 độ C. Yeah. Đo ở tai thì có một cái ưu điểm là chỉ rất là ngắn, trong vòng 2 giây là chúng ta có kết quả. Tuy nhiên nó không chính xác bằng hậu môn và ở trong miệng.
đo nách thì rất là thông dụng. Tuy nhiên lưu ý là khi đo nhiệt độ ở nách chúng ta cần phải cộng thêm 0,5 độ so với cái con số mà mình đọc ở trên đó. À, thưa bác sĩ, nhiều mẹ sợ rằng nếu mà sốt mà cao quá thì trẻ sẽ bị co giật. Và khi mà thấy con sốt cao thì nhiều mẹ lại dùng cái cách đó là cho trẻ ngâm mình ở trong nước ấm. Nhưng nhiều người lại lo rằng ngâm như vậy thì bé có bị cảm lạnh hay không? Ý kiến của bác sĩ về điều này như thế nào ạ? Thông thường khi mà trẻ bị sốt cao, ngoài các biện pháp như là cho trẻ uống nhiều nước, nghỉ ngơi hay là mặc áo quần thoáng mát thì lau ấm hay là chườm ấm cũng là một cái biện pháp vật lý rất quan trọng. Nó giúp giảm nhiệt độ từ nửa độ cho đến một độ. Trong trường hợp mà cháu sốt cao quá, chúng ta có thể cho trẻ tắm bằng nước ấm. Yeah. Vì cái thời gian tắm rất là nhanh, chỉ trong vòng 15-30 giây hay là dưới 1 phút. Cho nên các mẹ không cần phải lo là có bị cảm lạnh hay không. Còn những trường hợp mà trẻ lên cơn co giật thì lúc này các bậc phụ huynh cần phải xử trí như thế nào ạ? Trong trường hợp trẻ lên cơn co giật thì điều đầu tiên là chúng ta cần phải để cho trẻ ở cái tư thế an toàn. Yeah. Tức là trẻ nằm nghiêng qua một bên để tránh các cái chất đàm dại nó sặc vào trong đường thở. Sau đó chúng ta có thể dùng các cái biện pháp hạ nhiệt như là dùng thuốc hạ sốt, nhiệt hậu môn hay là lau bằng nước ấm. Những cái trường hợp mà trẻ bị sốt cao và làm cho thứ nhất là trẻ có khó thở. Yeah. Thứ hai là trẻ lừ đừ hoặc là ngủ nhiều hơn bình thường thì cũng có đưa tới bệnh viện. Và tất cả những cái trẻ mà sốt cao mà có co giật cũng cần đưa đến ngay bệnh viện. Các cái trường hợp khác như là nếu sốt trên 48 giờ trên 2 ngày mà không tìm ra được nguyên nhân cũng cần đưa đến viện. Hoặc là đơn giản, người mẹ cảm thấy là bệnh có vẻ nặng hơn cũng cần phải đưa trẻ đến bệnh viện. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ với những thông tin chia sẻ rất là hữu ích dành cho chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện của Thủy Phẩm nhé. Chàng ơi, nó dữ thần như vậy đó hả? Ừ, đúng thiệt. Em là mẹ mà sao mà em cũng tắc trách quá. Không ngờ những cái suy nghĩ của mình nghĩ mọi chuyện nó đơn giản. Dạ. Nhưng mà nghe bác sĩ nói một cái, trời ơi, nguy hiểm quá trời luôn á chị. Đó, bởi vậy chị hồi đó chị cũng ý. Nhưng mà sao mình đi khám bác sĩ rồi đó, mình mới biết. Mình phải biết lắng nghe cơ thể của con mình. Tại vì nó con nít, nhiều khi nó không có biết cách nói. Đó, dạ. Mình phải coi con mình nó có gì thay đổi là phải biết phát hiện. Vì dắt đi bác sĩ liền. Nói chung cũng cảm ơn chị Phụng nhiều lắm. Ừ. Tao nghe nhỏ nó bệnh ta đen nè, mua quýt cho nó ăn nè, cho nó có vitamin C. Tăng dạ. Sức đề kháng nè. Dạ. Nhớ nghe chưa, phòng bệnh hơn chữa bệnh nghe chưa. Rồi kêu em á luyện tập cho có thể chất ra nghe. Dạ. Khuyến khích nó ăn uống có đầy đủ chất nghe chưa. Dạ. Rồi có bị cái gì là phải đi khám bác sĩ chứ không có hở chút là ra tiệm mua. Hở chút ra tiệm mua nghe chưa. Dạ, dạ, dạ. Ơi, dạ. Nè. Biết rồi, tự nhiên sách vô tự nhiên mới đi đâu. Những lưu ý khi chăm sóc trẻ bị sốt tại nhà. Theo dõi nhiệt độ của trẻ thường xuyên, cứ khoảng 1 đến 2 giờ đo nhiệt độ một lần. Chườm mát để hạ sốt, bổ sung nước cho trẻ như nước lọc, nước trái cây, súp. Mặc quần áo thoáng mát cho trẻ, tránh tình trạng quấn khăn mền quá nhiều, cản trở quá trình thoát nhiệt. Khi sử dụng thuốc hạ sốt, cha mẹ nên tuân thủ theo đúng chỉ dẫn và liều lượng thuốc phù hợp cho trẻ. Cha mẹ cần theo dõi biểu hiện của trẻ, nếu trẻ không hạ sốt, có dấu hiệu co giật, cần đưa ngay đến cơ sở y tế để thăm khám. Quý vị thân mến, sốt là một triệu chứng rất là bình thường ở trẻ nhỏ. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh không nên lơ là chủ quan. Và khi thấy trẻ có những dấu hiệu sốt cao quá thì chúng ta cần phải nhanh chóng đưa trẻ đến các cơ sở y tế để các bác sĩ kịp thời khám và chữa trị cho con. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham dự chương trình. Còn bây giờ xin được mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Nấu cái gì vậy trời? Khói nó bay qua nhà tôi nghi ngút vậy trời, nấu cái gì vậy? Thuốc cho em. Anh là thuốc gì? Em đi khám bác sĩ em mới biết em bị rối loạn chuyển hóa lipid hay còn gọi là mỡ máu cao đó chị. À vậy hả? Chị biết không, em cũng ăn kiêng, cũng tập thể dục, cũng uống thuốc mà không biết sao mà máu cao vẫn máu cao. Em đi ra ngoài bà Tám xóm mình á, bà bán thuốc than đồ này kia này nọ đó, tắt cho chị Mười uống đi, uống vài bữa là hết. Nấu bậy bạ, nhiều khi có chất cấm ở trong là uống bị suy thận đó. À. Chị biết không, em uống thuốc nhiều rồi em ngán quá. Thôi bây giờ nghe tôi nè, tôi nhờ bác sĩ người ta tư vấn cho biết cái bệnh tình mình thế nào.